Và các bạn, bão số 1 dự kiến trưa và đầu giờ chiều mai sẽ đi vào đất liền của phía Đông Bắc Bộ. Từ đêm nay sáng sớm mai Bắc Bộ sẽ có mưa lớn. Hiện bão số 1 đang đi nhanh, trong đêm nay sẽ tiến vào khu vực Vịnh Bắc Bộ. Sau đó đến trưa và đầu giờ chiều mai sẽ đi vào khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng. Cường độ bão khi đó sẽ giảm xuống cấp 8, tức là đã giảm khoảng 3 đến 4 cấp so với chiều nay. Trước diễn biến như vậy, ngoài việc chẳng chống ra cố nhà cửa trước khi bão vào, thì quý vị cũng cần phải lên phương án ứng phó với tình trạng mưa lớn. Vùng mưa lớn nhất sẽ tập trung là tại Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Cạn với tổng lượng mưa là từ 200 đến 300 mm, có nơi trên 400 mm. Mưa dồn dập nhất trong ngày và đêm mai. Nguy cơ cao sẽ xảy ra tình trạng ngập úng tại các khu đô thị, vùng trũng thấp và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Để hạn chế những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra, quý vị và bà con cần khơi thông tất cả các cống rãnh sung yếu, không để nước mưa tích lại và tự vỡ, gây ra tình trạng ngập lụt sâu và lũ quét bất ngờ. Khi mưa lớn không ngủ lại qua đêm trên các lán trại trên nương rẫy, nếu phát hiện các dấu hiệu bất thường như là lún, nứt tường nhà, âm thanh lạ thì cần phải khẩn trương di rời đến nơi an toàn. Còn với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đêm nay và ngày mai cũng mưa nhiều do gió Tây Nam hoạt động mạnh. Có những điểm mưa rất to đi kèm theo đó là nguy cơ về ngập úng cùng với sấm sét, gió giật mạnh đi kèm trong cơn rông. Trên biển do ảnh hưởng của bão số 1 thì tối và đêm nay phía bắc của vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Cô Tô và Bạch Long Vĩ sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 11, giật cấp 13, biển động dữ dội. Còn với vùng biển từ Khánh Hòa trở vào cho đến Cà Mau, ra đến ngoài khơi hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, ngày mai sẽ có gió mạnh cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 9 biển động mạnh. Và có bản tin là phần dự báo cho một số thành phố trong đêm nay và ngày mai.